Long Nhật kể thời nghèo khổ, ăn cái cơm nhà biểu tượng gợi cảm y phụng. Ca sĩ Long Nhật chia sẻ những câu chuyện ít người biết về thời mới bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật với nhiều gian khó. Long Nhật đã có 34 năm theo nghề. Trong chương trình Đời Nghệ Sĩ, nam ca sĩ nói anh đam mê nghệ thuật, mơ được làm ca sĩ từ nhỏ, nhưng gia đình không ủng hộ. Bất chấp sự cấm cản của cha, Long Nhật nhất quyết tham gia thi tuyển và đi theo đoàn ca nhạc Hải Đăng, Nha Trang. Điều này khiến cha anh vô cùng tức giận, lên báo đăng tin từ mặt con trai. Lúc đó là năm 1990, tôi hứa với cha chỉ trong vòng 2 năm sẽ có giải thưởng, nếu không sẽ trở về học sư phạm theo sự sắp xếp của cha mẹ, Long Nhật chia sẻ. Những nỗ lực của Long Nhật cũng được đền đáp. Năm 1992, anh có một số bài hát thành công như Mấy Nhịp Cầu Tre, Nụ Hồng, Lặng Thầm, Về Quê Ngoại và đoạt huy chương vàng hội diễn ca múa nhạc toàn quốc. Gia đình vui mừng lắm, ngoại trừ cha tôi, ông thở dài, dặn tôi đi hát phải giữ mình, nghề này nhìn lộng lẫy, hào quang nhưng rất nhiều cạm bẫy. Tôi nói với cha rằng cha yên tâm, con hát đúng dòng nhạc, đi diễn xong là con về nhà, không chơi bời đâu cả. Giọng ca sinh năm 1967 nói, khoảng thời gian đầu theo nghệ thuật, Long Nhật cũng gặp lắm gian nan, nhiều lần rơi vào cảnh không một xu dính túi. Thời đó tôi thân với diễn viên Y Phụng, cô ấy thương tôi lắm. Cha mẹ Y Phụng là nghệ sĩ cải lương Minh Phụng và Kiều Tiên cũng rất quý tôi. Mỗi lần hết tiền ăn, tôi gọi điện cho Y Phụng thì cô ấy mời sang nhà ăn cơm, Long Nhật kể. Nam ca sĩ cho biết khi đến với nghệ thuật, anh ca hát bằng tình yêu mãnh liệt, trong sáng. Có lần, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Y Phụng với một danh ca phòng trà về việc người khi đó sắp lấy chồng giàu có và dự định bỏ ca hát, Long Nhật rất hoang mang. Tôi nghe xong và nói với Y Phụng rằng tại sao lấy chồng giàu thì phải bỏ nghề ca hát, đi hát vui như vậy, được hát, được gặp khán giả mà. Lấy chồng giàu rồi ngồi ở nhà, nhớ sân khấu sao chịu nổi. Câu chuyện giàu có, nhiều tiền để khỏi đi hát là điều không bao giờ có trong suy nghĩ của tôi. Nghèo cũng được, khổ cũng được, miễn sao được hát trên sân khấu. Long Nhật tâm sự. Tham gia chương trình, Long Nhật còn chia sẻ những câu chuyện hài hước, khó quên. Thời mới vào nghề và đi diễn bằng xe đạp, có lần nam ca sĩ vừa chạy đến nơi thì MC đã giới thiệu ngay tên anh. Để kịp biểu diễn, Long Nhật vội quăng xe đạp, chạy lên sân khấu. Tôi vừa hát vừa dặn anh em trong đoàn trông chừng xe đạp của mình. Cẩn thận đến vậy, nhưng khi biểu diễn xong, chiếc xe đạp vẫn bị kẻ gian lấy mất, ca sĩ kể. Tập 36 Đời Nghệ Sĩ với sự tham gia của ca sĩ Long Nhật sẽ được phát sóng vào 19h15 phút ngày 3 tháng 9 trên kênh VTV9. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh TVT Movie. Nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và xem được những video mới nhất nhé!